Vâng, đồng hồ cổ rất xin chào toàn thể mọi người. Trên tay đây là một chiếc đồng hồ bốc tốc vàng hồng đúc Liên Xô, vàng 14K, vàng 583. Một chiếc bốc tốc vàng hồng rất là đẹp, được thiết kế với sai mặt là 35mm và toàn thân là vỏ vàng đúc. Đó, rất là đẹp. Mặt thì màu vàng trải tia và kim cọc nổi điểm sơn đen. Bộ kim rất là to và nhìn rất là khỏe. Chiếc này thì đeo thì được khoe rất nhiều vàng, bởi vì cái niềng của nó, niềng vàng lòng trong thì nó sẽ được vàng hồng, nó sẽ khoe ra. Đó, nhìn rất là có chiều sâu. Chiếc này thì em vừa thiết kế với hợp với cái dây màu vàng hồng của Nhật. Đó, mới tinh. Đó, thì lên tay thì rất là đẹp. Bác nào mà không thích dây da thì có thể sử dụng một chiếc dây như thế này thì rất là đặc biệt. Đó, anh em nào quan tâm sản phẩm này thì liên hệ Facebook Zalo số điện thoại em là 0969 996 1262.